Đẹp nha. Ui, đẹp lắm luôn ý. Đẹp cực kỳ luôn. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Ha Linh. Mùa đông đã đến rồi và mọi người đã bình luận cũng như là gửi tin nhắn cho mình rất là nhiều. Hãy review về những cái áo khoác dạ tuyết bán chạy nhất ở trên Shopee. Và chắc chắn trong video ngày hôm nay ấy, thì bọn mình sẽ chọn ra 9 mẫu áo dạ tuyết và là lượt bán thật, toàn mấy chục nghìn lượt bán, cho nên những cái áo này rất là hot nha mọi người. Và giá thành thì cũng rất là dễ tiếp cận, khoảng tầm dưới 299. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ review chi tiết luôn nha. Vào việc. Đây, ngay trước mặt mình đây có rất là nhiều áo team mình đã tự đặt về và đơn hàng thì mình sẽ để ngay trên màn hình đây. Và mọi người lưu ý là video này vẫn như những video trước, không hề có booking quảng cáo từ bất cứ shop nào. Cho nên mọi người lưu ý tất cả những đánh giá trong video ngày hôm nay đến từ trải nghiệm của một người dùng đã tự bỏ tiền ra mua sản phẩm. Cho nên ngay bây giờ mình sẽ review chi tiết luôn nha. Đầu tiên sẽ là mẫu nào đây? Nhiều quá. Màu hồng đi, hộp màu hồng đi. Rồi, hộp màu hồng nha. Shop này nếu shop có điều gì sai sót mong bạn cho shop thêm một cơ hội, đừng vừa đánh giá xấu sự việc không như anh nghĩ, hãy nghe em giải thích đây này. Đó, nào bây giờ mở nhá. Ôi nhưng mà khi chị mở ra thì cái này nó đã bị rách đây rồi này. Không biết lý do sao. Chắc là do vận chuyển rồi. Khi mà mình mở ra bên trong ấy thì nó sẽ có một cái phần giấy để cố định cái áo lại như thế này. Đó, áo này có giá thành là bao nhiêu em? Nào bây giờ chị cởi ra nha. Này, cái áo này là mo và có giá là 299.000. Nói chung là trong cái link này thì có nhiều áo, nhưng bọn mình chọn ra cái mẫu áo mà theo cái gu bọn mình là đẹp nhất. Và đầu tiên nha, thì mình thấy chỉ thừa khá là nhiều, thì cái này là mình có thể cắt được. Tuy nhiên cái chất liệu dạ này thì nó sẽ không kiểu dễ bị xù. Cái này nó không phải là dạ ép nhưng nó là dạ dệt nha, không dễ bị xù đâu. Nhưng mà cái phần nhung này thì nhìn nó hơi mỏng, không được xịn cho lắm. Hàng mo như này nhìn nó hơi thất vọng, bởi vì 299.000 cũng đâu phải là quá rẻ đâu. Thử nha. Áo này thì hơi nhiều chỉ thừa, tuy nhiên là form áo mình thấy đẹp, trẻ, nhìn rất là chơi. Nói chung là đối với những cái áo dáng form ngắn như thế này thì theo riêng quan điểm cá nhân mình là khi mặc lên nhìn rất là trẻ nha. Đối với cả những cái áo dạ tuyết ấy mà nó hơi dài thì trông nó sẽ già. Tuy nhiên cái áo này có cái phần cách điệu ở cổ tay là nhung, và bên cạnh đó cái phần dạ phối mình nghĩ rằng khá là khéo, cùng với những cái phần cúc màu đồng như thế này, mặc dù nó là cúc nhựa thôi. Về chi tiết áo thì mình thấy rằng là không quá chỉn chu và hoàn thiện, nhưng mà về form áo là đẹp nha. 7 điểm nhá mọi người ơi. Thứ nhất là cái chất liệu vải này, đúng như Ngân nói là nó không có đẹp. Mình chỉ nói dựa trên quan điểm cá nhân mình, nhưng mà nó không xù, là mình dám khẳng định với mọi người luôn. Vì đây nó không phải là dạ ép mà nó là một cái dạng dạ dệt. Bên cạnh đó chất liệu là mỏng nha. Áo này chỉ mặc vào những cái ngày nào mà hơi lạnh một tí thôi. Còn nếu như muốn gia tăng độ ấm thì mọi người có thể mặc thêm những cái áo mà kiểu cổ 3 phân, cổ lọ nha. Form thì mình thấy mặc cũng khá là đứng. Nói chung tùy gu mỗi người, nhưng mà cá nhân mình ấy, mình chỉ chấm thứ nhất là về form, thứ hai là về chất liệu, và thứ ba nữa là về cái mức giá. Thì cái áo này 7 điểm là hợp lý nha, không được 7,5 điểm đâu, cao quá. Tiếp theo nha. Rồi cái này giá bao nhiêu em? Được tặng cả chun buộc tóc đây này. Đó, chun buộc tóc nha. Cái này là 229. 229. Đầu tiên nha là về chất vải thì đây là theo riêng quan điểm cá nhân mình thì nó dày hơn cái áo lúc nãy. Cái form áo lúc nãy thì nhìn nó rất là chơi, kiểu nó trẻ mà đội vào những cái mũ nồi các thứ ấy là nhìn nó chơi nha. Còn cái form này theo riêng quan điểm cá nhân mình là cái phần dạ thừng này nó hơi to, cho nên là khi mặc lên ấy, nhưng mà cái dạ thừng này sao nó chả liên quan đến cái phần vải luôn ấy, nhìn nó không khớp nha mọi người ơi. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa ấy, là đường kim mũi chỉ của cái áo này đẹp hơn cái áo lúc nãy. Chất vải thì dày dặn hơn. Tuy nhiên về form áo như thế nào thì ngay bây giờ mình sẽ thử cho mọi người thấy nha. 229.000 rẻ hơn hẳn. Cái áo này thì mình thấy rằng là cái chất vải với cả những cái đường chi tiết ở phía cái viền này nó không hề liên quan đến nhau mọi người ơi. Đây chỉ theo riêng quan điểm cá nhân mình thôi. Đã là đen trắng nó lại còn phối với cả là đen với cả là chỉ vàng như này, nhìn nó rất là phức tạp. Và bên cạnh đó là cả cái cúc này nữa, nhìn nó cứ kiểu cả cái áo nhìn nó rất là kiểu chi tiết mà nó theo kiểu là hơi rườm rà. Đường chỉ may thì mình thấy ổn, tuy nhiên chất vải thì không quá đẹp nha mọi người ơi. Riêng cá nhân mình thì mình thấy rằng cái áo này nhìn nó, đây theo riêng con mắt nhìn của mình thôi nha, cái cách kết hợp này trông nó hơi lỗi thời. Đấy, cái phần ống tay của nó sẽ là như thế này. Đây mọi người nhìn thấy không? Cái phần ống tay nó sẽ dạng như hót lên một tí như thế này. Đó, về form áo thì như thế này. Đối với những cái áo dạ như thế này mặc chân váy màu đen là sẽ dễ phối hợp đồ nhất nha. 6,5 là hợp lý, bởi vì là nhìn nó không chơi bằng cái áo lúc nãy. Nhìn ở ngoài nhìn nó hơi dại. Mặc dù đường kim mũi chỉ nó đẹp nhưng mà ý là nói về cái form áo ấy là nhìn nó hơi dại dại. Có 3 áo tất cả trong một cái shop này. Đẹp nha. Cái này đẹp này. Cái đầu tiên nha. Mở cái mà theo riêng quan điểm cá nhân chị là đẹp nhất đi. Ui, cái đẹp thật đâu đùa đâu. Nhìn giống hàng hiệu như mấy ba mấy má ơi, mà cái màu nó dễ thương, chảnh lắm đấy này. Đầu tiên là theo riêng quan điểm cá nhân mình là cái áo này màu nó rất là dễ thương mọi người ơi. Nhìn chảnh mà tiểu thư cực kỳ luôn. Là cái thứ nhất, nó là một cái màu kiểu hồng nhạt dạ tuyết phối với cả màu trắng. Bên cạnh đó là Mình nghĩ rằng là cái form áo này khi mặc lên nó sẽ đẹp mà kiểu nhìn hơi nhỏ nhỏ, hơi bó bó vào người một tí. Ok, bây giờ mình sẽ thử nha. Về đường kim mũi chỉ thì mình thấy rằng là ổn. Riêng có một cái nhược điểm là cái lớp lót ở phía bên trong này nó khá là mỏng này. Đây, theo riêng quan điểm cá nhân mình là mỏng, nhưng mà với cái giá thành 209.000 quá là rẻ cho một cái áo dạ tuyết rồi. Bây giờ mình sẽ thử. Form áo màu hồng này thì mình thấy rằng là rất là trẻ, màu này thì cực kỳ trắng da nha mọi người. Và bên cạnh đó rằng là cái chất liệu cho đến đường chỉ may khi mà mình mặc vào người mình thấy rằng rất là chỉn chu và hoàn thiện và chắc chắn, nhìn đẹp nha. Đó, còn không biết là mọi người nhìn qua màn hình thì sẽ thấy như thế nào, nhưng cá nhân mình thấy ở ngoài cái áo này rất là ổn. Vote đi, mấy điểm? Ngân, bạn có tính nhất trong công ty là chấm 8 điểm rồi nha mọi người. Áo này đẹp nha, 8 điểm là hợp lý rồi. Next, đây là cái này chị nghĩ cũng rất là chơi mà đẹp luôn. Màu này là màu, nói hơi thô, nó không phải màu rêu mà nó tương đồng như là cái màu màu phân ngựa nhá. Đầu tiên chất dạ này thì mình thấy rằng không hề dày dặn, mà cái chất dạ hồng cảm giác nó mỏng hơn nha, và không đứng form bởi vì là cái chất dạ của nó kiểu nó mỏng mọi người ơi. Đó, hơi èo uột, nhưng mà về cái màu này thì mình khẳng định là chơi. Màu này là một trong số những cái màu mà mình thấy rằng là nhìn nó cực kỳ lạ, mặc nó lạ mà nó độc nha. Cái này nếu như mọi người mặc cùng áo cổ lọ màu trắng hay là màu đen gì đó vẫn cứ đẹp, hoặc là màu trắng kem. Ok, mình thử nha. Nhưng mà cái chất khi mà nhìn trong túi thì đẹp, nhưng mà khi mà cầm trên tay cái dạ này nó hơi mỏng quá. Thương thử cầm xem sao. Không, cái ní mặc nhìn dễ chịu hơn là những cái chất vải ní. Em mua ảo ní đâu, em mua tới năm ngoái. Mấy tiền? Mặc nhìn dễ chịu hơn, em mua đắt hơn. Cái này bao lượt bán? Cái ní là 18.000. Mà giá bao nhiêu? 15,8.000 lượt bán và 205.000. Tôi vứt bố cái 5.000 đến 200.000 cho một cái áo dạ tuyết. À, bây giờ thử nhá. Áo này rất là mỏng nha mọi người. Khi mà mình mặc thực tế vào trong người mình thấy rằng là cái chất dạ của nó siêu mỏng luôn. Nhưng mà về cái màu thì không cần phải bàn cãi về độ sang, và nhìn nó đặc biệt. Nhìn ở ngoài khi mặc lên rất là trắng da. Đây mọi người có thể thấy này. Riêng cái màu này thì mình nghĩ rằng là khá là lạ. Nói chung là lạ nhất trong tất cả 9 cái áo mà mình review trong video ngày hôm nay. Tuy nhiên về cái chất vải mình thấy rằng nó quá là mỏng. Thậm chí nó mặc vào người nó giống như một cái áo blazer mà kiểu siêu mỏng luôn ý. Cho nên là nó không giống cái áo dạ đâu mọi người ơi. Nhưng mà về màu cho đến về form dáng thì mình đánh giá đẹp nha. Điểm mà mình thích nhất ở cái áo này đó chính là cái màu của nó rất là tôn da. Đây, mà nếu như mọi người không tin nha, cái tay mình đặt lên cái áo này. Đấy, nhìn nó rất là tôn da. Và cái tiếp theo nữa là cái màu này nó lạ, kiểu trắng, đen, hồng, be các thứ, nó không thể nào lạ một cái áo này. Kiểu áo này nó là một cái kiểu sang. Về cái giá thành nó quá rẻ cho nên mình không thể nào yêu cầu được chất vải nó đẹp, hoặc là những cái cúc của nó quá là chi tiết và sắc nét. Nhưng để nó là 200.000 trong một cái áo này thì 7,5 điểm vẫn là xứng đáng. Không được 8 như cái áo hồng nhưng 7,5 điểm là chắc chắn nha mọi người. Còn khi mà ship đến tay còn có cả một cái túi như thế này luôn là xịn sò luôn, đâu phải đùa đâu. Áo này dáng lửng nha. Cái này là phải là tí nữa thì mình sẽ là và mặc thử vào người cho mọi người thấy như thế nào nha. Riêng cái chất dạ này thì nó giống tương đồng như cái chất dạ mình vừa mới cầm, mà nó khá là mỏng, cũng có 2 lớp. Nhưng mà cái này nếu như mà mặc thời tiết quá lạnh mình nghĩ rằng là không đủ ấm đâu. Tất nhiên là đối với những cái dạ tuyết này chỉ là hàng thời trang kiểu mặc vậy thôi. Còn nếu như mà mọi người muốn ấm thì phải là áo phao các thứ ấy. Nhưng mà đây mình sẽ dơ cái form áo lên cho mọi người thấy nha. Tí nữa mình sẽ là nó ra. Đây là vẫn hơi nhăn này. Đây là một cái áo dạ tuyết mà mình thấy rằng nó rất là basic, kiểu màu đen rồi có cái phần xoắn thừng, đen trắng rồi phối với kim tuyến với cúc vàng. Chất liệu vải thì hơi mỏng một tí. Đường kim mũi chỉ thì mình thấy được, ít chỉ thừa. Và bây giờ sẽ thử lên trên người xem sao nha. Riêng cái áo này thì mình thấy rằng cái phần ống tay nó hơi cộc. Đây, khi mà mình co lên một cái là mọi người đã thấy rằng nó đến đây nha mọi người ơi. Đây là size S nha. Mình là cao 1m60 và mình nặng 48 cân. Và về cái form áo này thì mình thấy rằng cũng bình thường, không phải là quá đẹp, nó khá là basic đối với một cái áo dạ tuyết. Tuy nhiên khi mà nhìn cận cảnh ấy thì mình thấy rằng chất vải này cũng ổn, chỉ thừa khá nhiều, và những cái đường viền này thì nó cũng khá là tương thích. Nói chung là nó khá là hợp với cái áo. Tuy nhiên để nói rằng quá đặc biệt thì mình thấy rằng cũng cái form áo này không phải quá đặc biệt. Áo này thì mình nghĩ rằng là dễ mặc cực kỳ luôn, phối với kiểu trang phục nào cũng được, chân váy dài, chân váy ngắn, thậm chí cả quần đùi đi bốt luôn. Tại vì nó là một cái áo đen, nó quá là basic luôn mọi người ơi mà rẻ. 29.000 lượt bán, nó hơi mỏng một tí nhưng mà vì giá nó rẻ. 200 mấy? 215.000. Mấy điểm? À, cô ba anh chị chấm điểm hộ em cái này. 7 thôi. 7 thôi. Tại vì nó basic nha mọi người ơi. Nhưng mà để nói rằng là 8 hay là 7,5 thì nó hơi cao. 7 điểm là hợp lý. Cái áo này màu lạ thế. Cái form này nhìn nó cũng chơi chơi đây này. Kiểu những cái áo dạ mà nó sẽ có cái phần độn vai như này, mặc lên rất là chơi. Mọi người có thể mặc cùng với những cái mũ nồi ấy, với cả là mặc quần đùi đi bốt là nhìn nó chơi nha. Mà điểm đặc biệt của cái áo này đó chính là ít chỉ thừa cực. Kiểu nhìn đường chỉ may nó cũng không phải là quá sắc nét, nhưng mà nhìn nó khá là chỉn chu. Màu muối tiêu cúc đồng. Ở đây á, hình ảnh mình sẽ để ngay bên này cho mọi người thấy nha. Hình ảnh chi tiết nha. Không giống một tí nào luôn. Đây cái áo nó như thế này. Quan trọng là cái hình ảnh nó không giống so với cái áo ở phía bên ngoài ý. Thử xem nào. Áo này thì form rất là đẹp nha mọi người ơi. Cái chất vải thì nó không giống so với cả cái hình mô tả. Tuy nhiên là khi mà mặc lên người thì mình thấy rằng cái form áo này là đẹp nhất từ nãy đến giờ. Bởi vì là thứ nhất là nhìn nó rất là trẻ, thứ hai là cái phần cổ dựng này này, nó có thể phối với rất nhiều những cái áo mặc ở phía bên trong, như là áo sơ mi cũng mặc được nha, áo cổ lọ cũng mặc được, và thậm chí là cái áo dây đơn giản như mình đang mặc ở phía trong người cũng có thể mặc được. Nói chung về form áo mình đánh giá đẹp, nhưng mà về chất vải thì không quá ok. Trừ đi 2 điểm là bởi vì là cái áo này, cái chất vải ở phía bên ngoài nó không hề giống so với ảnh. Trong cái phần đánh giá thì khi mà người mua người ta nhận về thì vẫn giống nha, một phần nào đấy vẫn giống, nhưng mà khi bọn mình mua thì nó không hề giống một chút nào. Có thể là đợt này hàng hết cho nên người ta phải dùng sang một cái loại vải khác, nhưng mà nhìn thực tế ở phía bên ngoài thì nó sẽ là xen kẽ giữa đỏ, trắng, đen và một cái màu vàng. Đó mọi người nhìn đây nhá. Đó, nhưng mà cái áo này thì cái form áo đẹp nhất từ nãy đến giờ luôn. Với giá là 189.000, 26.000 lần bán mình vẫn sẵn sàng dôi tay chấm cho cái áo này là 8 điểm. Với cái áo này form quá đẹp. Đây là cái áo mà form đẹp nhất từ nãy đến giờ mình được cầm trên tay đây. Ui, đẹp nhá. Ui, đẹp lắm luôn ý, đẹp cực kỳ luôn. Từ cái cúc cho đến cái chất vải, thậm chí nó còn, nếu như mà vải là nó phải đẹp nhất từ nãy giờ đây. Mọi người có tin được là cái áo dạ này với mức giá 169.000 không cho mình là mình không tin đây này. Trời ơi, khi ở trong túi là đã thấy đẹp rồi, mà khi mở ra cầm trên tay nó còn đẹp hơn nữa cơ. Không hề có chỉ thừa, đường may rất là chỉn chu và hoàn thiện. Thậm chí cái lớp lót ở phía bên trong là cái phần lớp lót đẹp nhất từ nãy đến giờ. Cái chất vải dạ này thì dù là dạ dệt, dạ tuyết nhưng mà mình thấy rằng khó xù nha. Bây giờ mình thử nha, rất là háo hức với cái áo này được rồi đây. Áo này chất vải rất là đẹp nha mọi người ơi, đường kim mũi chỉ cực kỳ hoàn thiện. Chất vải thì mình nghĩ rằng là ít xù, và bên cạnh đó khi mình mặc vào người thì thấy khá là dày dặn nha. Riêng cái áo này mình đánh giá đẹp nha. Không biết mọi người thấy như thế nào nha. Về cái form thì mình thấy nó không phải quá trẻ, tuy nhiên là về chất vải cho đến là cái đường kim mũi chỉ của nó rất là chỉn chu và hoàn thiện. Thậm chí là cái cúc này, thì mình thấy cũng khá là đẹp nha. Vì mức giá của cái áo này quá là rẻ, chỉ 169.000. Form áo thì nó không đẹp bằng cái áo này. Áo này là form cực kỳ chơi này, mà trẻ này, mà vì nó rất là đơn giản. Còn cái áo này nó sẽ thiên về kiểu mặc lên nhìn nó hơi đứng đứng một tí, nó không trẻ bằng. Nhưng chất vải là đẹp, cho đến là tất cả đường chỉ may chỉn chu hoàn thiện. Giá thì quá rẻ, 169.000, trời ơi, cho một cái áo dạ tuyết. 8 điểm không phải nghĩ nha, chắc chắn là 8 điểm rồi đấy. 2 cái áo cuối cùng nha mọi người ơi, đều là 2 cái màu trắng hết. Cái này dày thế, áo này dày lắm luôn đây này, mà nhìn đẹp nha. Đầu tiên thì cái áo này sẽ là một cái áo dáng lửng, cổ tròn, và bên cạnh đó là cái phần cúc màu hơi chóe một tí nhưng mà nhìn nó cũng ổn. Lớp lót bên trong thì khá là mỏng, không phải khá là mỏng mà rất là mỏng. Còn cái áo này thì cái phần dạ của nó là dày nha. 219.000, kiểm tra đi này. Lên 58.000 lượt bán. Hả? 58.000 lượt bán cho một cái áo dạ tuyết mà là lượt bán thật nha. Bọn mình đã làm Shopee cũng phải 4-5 năm rồi cho nên bọn mình cũng có kinh nghiệm check về lượt bán thật hay là lượt bán ảo nha mọi người ơi. Không hiểu sao một cái áo bán 58.000 lượt bán, rồi phát tài rồi đây, thần tài gõ cửa rồi đây. Thử nha. Ui, cái cúc nó gãy luôn mấy ba mấy má ơi. Chưa tác động mạnh nó đã rơi ra rồi, nó rơi ở đâu ấy. Đây, bên này 3 cái, bên này 4 cái. Thôi chị sẽ bứt đốt bên 4 này ra để thành 3 cả đôi. Đây, cái áo này đây mọi người nhìn thấy này, nó bung hết cả da này. Nói chung nhìn đối với những cái áo màu trắng này, những cái khuyết điểm ấy trong những cái đường chỉ may cho đến cái chi tiết hoàn thiện lộ ra rất là rõ ràng. Về cái áo này thì mình nghĩ rằng cũng ổn. Cái form này thì mình thấy rằng nó hơi basic một chút xíu, nó không quá nổi bật hay là nhìn nó quá đặc biệt, mà nó lại về cái đường chỉ may nó không quá chỉn chu và hoàn thiện. Tất nhiên giá thì rẻ nhưng mà những cái phần như thế này là khó chấp nhận được nha mọi người ơi. Đây này, chỉ cần tuốt một phát là nó kéo cả một đường dây dài ra luôn, cho nên là riêng cái áo này mình nghĩ rằng là không chấm điểm quá cao được đâu. 6 không đến mức bỏ qua nhưng mà chỉ được 6 điểm bởi vì 200.000 thì nó cũng rẻ nhưng mà cái chi tiết hoàn thiện của nó quá kém. Cuối cùng hơn 15.000 lượt bán và giá thành của nó là bao nhiêu? Đây mình nói dựa trên quan điểm cá nhân mình thôi nha. Từ cái phần viền đến cái cúc nó trông cực kỳ lỗi thời. Nói cái từ lỗi thời không biết là mọi người thấy như nào nhưng mà đấy là theo riêng quan điểm cá nhân mình ấy. Mặt sau của áo này nó còn có dính một loạt những cái bụi vải nâu. Nói chung khó tả lắm khi mà mình cầm cái áo trên tay. Mà cái áo này chắc chắn khi mặc lên là già bởi vì nó là dáng dài. Bên cạnh đó không hiểu sao mà lựa chọn cái cúc này cơ. Cúc bông hoa, ngọc trai nha ba. Chất liệu vải thì mình thấy cũng khá là dày dặn. Dày đấy, áo này dày. Và bên cạnh đó phần lớp lót, xem phần lớp lót này không có chỉ thừa quá nhiều. Nhưng mà từ cái phần viền cho đến cái cúc thấy lựa chọn ở trên cái áo này cũng ổn lắm. Lớp lót vẫn là mỏng nha, thử xem sao. Riêng cái áo này thì mình đánh giá là form nó hơi già. Đây chỉ là theo riêng quan điểm cá nhân mình thôi. Thì nếu như mà muốn trẻ hơn thì mọi người có thể kết hợp với chân váy ngắn như mình. Còn nếu như mà cái form áo này mà mọi người kết hợp cùng với chân váy dài ấy, thì nó sẽ rất là già nha. Bên cạnh đó cái cách mà brand này người ta lựa chọn những cái cúc hình ngọc trai, bông hoa như này với cả cái viền này ấy, nó càng tăng thêm cái độ già của cái áo này. Tất nhiên đây chỉ là cái nhìn nhận của cá nhân mình thôi, nhưng mà chất vải thì mình thấy rất là dày dặn nha. gần như là dày nhất từ nãy đến giờ luôn ấy. Mấy điểm? 5 rưỡi, khó tính đấy. 5 rưỡi đi, 5 rưỡi nha mọi người. Tổng kết lại trong video ngày hôm nay sẽ có những cái áo sau mà mình đánh giá rất là cao với mức giá là khoảng tầm 250 nha mọi người ơi. Đó thì những cái áo này toàn 250, có một cái 299.000 thì là cái đầu tiên đúng không? Đấy thì là mỗi một cái đầu tiên này 299. Đây cho mọi người thấy nha. Đó, áo này mình thấy ổn này, form lên đẹp, tuy nhiên nhìn nó hơi éo ụt một tí với mức giá 299.000 hơi cao cho bọn mình, chỉ chấm có 7 điểm nhưng mà được. Rồi, tiếp theo đó sẽ là cái áo hông. Áo hông ở đầu video dày dặn đẹp nha. Thật sự luôn, áo này đẹp lắm mọi người ơi. Rồi, tiếp theo đó sẽ là cái áo này. Form đẹp, áo muối tiêu này, form áo cực kỳ đẹp và chơi. Chất vải thì không giống ở trên mạng nhưng mà form áo là mình khẳng định là đẹp nha. Rồi, cái áo rêu. Áo rêu này mặc thì quá mỏng. Áo này rất là mỏng luôn, tuy nhiên là cái màu áo đẹp và sang. Cuối cùng sẽ là cái áo đen này. Cái áo đen này là gần như mình thấy rằng là nếu như để xét về đường chỉ may, chất liệu vải cho đến cái phần cúc của nó nhìn cũng dày dặn và chắc chắn lắm nha mọi người ơi. Thì đây tất cả là những cái áo mà mình chọn ra trong video ngày hôm nay. Còn tất cả những cái sản phẩm còn lại thì mọi người có thể tham khảo, và bên cạnh đó mình vẫn nghĩ rằng là mọi người có thể thử để xem rằng mình có phù hợp hay không, bởi vì về gu quần áo vẫn là tùy cái gu mỗi người nha mọi người. Và mình cảm ơn tất cả mọi người vì đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả mọi người những video tiếp theo. Bye.